Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video này mình muốn chia sẻ với các bạn về cái ốp Apple Watch và khi nào thì cần gắn ốp và gắn nó để làm gì và như thế nào cho đẹp. Rồi, đây là các bạn nên thấy đây là một cái đồng hồ size 42, Series 2, Series 3 gì đó, Series 2, 42. Bản nhôm thì nó thường bị oxy hóa và nó xấu rồi ha. Nhìn các bạn để đeo vậy nó rất là xấu. Thì nó, những cái watch nó lại bị chầy chóc như vậy rồi thì các bạn có thể gắn cái ốp nó lên để các bạn bọc lại. Mình sẽ lấy một ví dụ. Đây là cái đồng hồ thép size 44. Cái này 42, cái này đời cũ hơn ha. Và bản thép nó bóng hơn nè. Cái này bản nhôm thì nó sẽ bị oxy hóa, thép thì nó không bị ha. Bây giờ mình sẽ thử phối một cái, gắn một cái ốp nào đó cho cái đồng hồ bị xấu này đi. Để mình xem cái có cái nào. Đây ví dụ, ở đây mình có một cái ốp chụp cứng bóng màu vàng gold của size 42. Gắn nó rất là dễ. Để vào, kéo vào thôi. Sau khi gắn nó, thì lúc đó các bạn sẽ tùy ý như là các bạn phối dây thép hay là do gì đó thì tùy. Mình phối thử một sợi dây cao su này xem ha. Bạn sẽ nhìn thấy nó là mang một cái diện mạo khác hoàn toàn. Khi các bạn đeo vào tay thì nhìn nó cũng khá là đẹp. Rồi mình đeo về. Đó, bạn nhìn thấy nó khác hoàn toàn ha. Nó sẽ che được cái phần bị xấu. Cái này do bạn thích bản thép thì các bạn gắn luôn cái dây Milan màu dây thép màu vàng luôn, nó sẽ đẹp hơn. Rồi, cũng giống như các bạn sẽ phối thử. Mình sẽ thử gắn nó vào một cái ốp của size 44 này xem có được không ha. Đây là cái ốp phối hai màu cứng đó, size 42. Mình sẽ gắn thử vào 44 luôn. Cái này là mình đang tìm cách mình thử nha các bạn, chứ thời trước giờ mình chưa gắn cái loại này, mình chỉ gắn cái loại cao su thôi, bằng cái loại dẻo thôi. Ok. Rồi, cái khớp này nó cũng khá là vừa vặn chính xác nè. Cái này mình nhấn vẫn được nè. Cái này mình thì nó hơi bị hụt vào chút. Hơi bị hụt vào cho nên là chúng ta có thể sẽ khó xoay. Nếu như các bạn không quan tâm tới cái này thì các bạn hoàn toàn có thể gắn được một cái ốp của đời cao hơn. Của 44. Các bạn gắn vào là nhìn form nó sẽ thay đổi. Nó sẽ không còn cái form vuông của cái size 42 nữa. Và lúc đó là các bạn cũng có thể gắn những cái dây vào và các bạn đeo nó giống như là một cái đời mới hơn vậy đó. Ok, đẹp quá. Mình thấy nó cũng rất là bình thường, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Các bạn đeo vào là nhìn nó sẽ không, ai nhìn vào sẽ không biết là đây là một cái đồng hồ size 42. Không có biết là cái đời cũ nữa. Tại vì các bạn gắn cái ốp, cái form này vô thì nó đã cong theo như cái này rồi. Hai cái form nó giống nhau. Cái việc mà các bạn gắn vào xong các bạn sẽ điều chỉnh lại chút xíu các mép nè, cho nó đều lại thôi. Đó, như vậy là ok. Mình thấy nó khá là đẹp đó các bạn. Quá tuyệt. Lần đầu tiên mình gắn cái này luôn. Bày ra đủ các loại ốp hết để mình muốn giới thiệu cho các bạn và thử cho các bạn biết nó như thế nào. Mình sẽ gỡ cái này ra. Hơi khó gỡ một chút nhưng mà gỡ vẫn được. À, gỡ bình thường nữa các bạn, không vấn đề gì hết nha.
gỡ được bình thường. Rồi chúng ta thường mình thấy nhiều người hay xài cái ốp trong, hay xài cái ốp dẻo trong này, thì cái ốp dẻo trong này nó sẽ bị vàng theo thời gian. Mặc những cái ốp mà các bạn nhìn thấy mà nó có cái phần dưới đít thì các bạn khi thay dây các bạn phải tháo hết cái dây ra các bạn mới thay được ha. Cái ốp này ốp dẻo, đây nó dẻo nè, nó sẽ bị ố, nó sẽ bị ố vàng theo thời gian. Còn bên mình có cả cái ốp cứng này nữa, ốp này thì giá nó cao hơn nhưng mà nó sẽ không bị ố ha các bạn. Các bạn chỉ việc đặt vào, kéo nó vào ốp vào thôi. Đây mình ốp vô đây nè, cái này gắn ốp đây nè, nhìn nó cũng khá là gọn gàng ha. Đó, rất là gọn gàng, ôm sát luôn, đẹp, bình thường. Khi các bạn gỡ thì các bạn chỉ việc kéo cái phần hở một bên này ra, kéo bên này nha, không kéo bên này. Bên này là bên nút crown nè, các bạn kéo ngược bên hướng này qua thì bạn gỡ ra thôi, nó rất là dễ. Nó đã gắn vào rồi thì nó rất là chắc chắn. Rồi, tiếp theo là những bạn nữ thường hay sử dụng ví dụ màu hồng. Có nhiều người là đàn ông luôn, nhưng mà nhìn trên Apple thấy cái này nó ghi là màu gold thì đặt cái đồng hồ này về, đặt cái màu gold này về thì lúc khui ra thì nhìn thấy màu hồng thì kỳ quá. Như anh trai đeo màu hồng thì nó hơi kỳ. Các bạn sẽ có nhiều giải pháp để các bạn lựa chọn. Ví dụ như là các bạn có thể gắn bất cứ cái màu gì các bạn thích, như cái ốp nào đó, cái ốp màu đen chẳng hạn. Mình bên mình có là đen bóng và đen nhám đầy đủ hết. Ví dụ mình gắn vào cái ốp đen này đi, đây là đen bóng nè, nó giống như bản thép á. Cái đen bóng này thì bên mình cũng có cả ốp cứng chụp luôn nha các bạn nha. Cái ốp cứng chụp thì các bạn gắn nó sẽ đẹp hơn, giá nó cao hơn, mà gắn cái form nó sẽ fit đều hơn. Và những cái ốp dẻo này các bạn khi lắp và các bạn sẽ phải canh chỉnh lại để cho nó đều cái mép này nè. Đó, nó đều hết hai cái này, chỉnh này cũng vậy nè. Lúc đó thì cái phần này nó mới chính xác, nó không bị lệch thì các bạn nhìn nó sẽ đẹp. Đó, ví dụ các bạn gắn vào các bạn đeo lên tay thì nó sẽ đỡ, sẽ nhìn thấy là đỡ hơn được rất là nhiều. Nhìn thấy nó màu đen lên, nó sẽ không còn cái màu hồng nữa. Màu hồng nhìn nó hơi kỳ ha. Đó, nên là chia sẻ với các anh mà lỡ đặt màu gold. Hoặc là các bạn nữ mà lỡ đeo màu hồng á nhưng mà thích đổi màu á, tại vì màu hồng nó khó phối dây lắm. Cái màu đen là cái màu dễ phối dây nhất nha các bạn. Cái màu đen là các bạn có thể phối bất cứ cái dây màu gì, nó đều đẹp hết. Các bạn có thể phối màu nổi hoặc là màu tối đều được. Rồi mình sẽ gỡ này ra. Rồi tiếp theo một vấn đề nữa là ví dụ như là các bạn tay to nhưng mà lỡ đặt cái size nhỏ. Các bạn mà tay cổ tay lớn nhưng mà lại đặt cái size mà size bé hơn á, size 40 á hoặc là size 38, thì các bạn có thể tìm những cái ốp mà nó hầm hố một chút. Giống như là cái ốp này chẳng hạn, các bạn sẽ gắn vào. Để làm gì? Để nó tăng cái kích thước màn hình lên. Nhìn các bạn đeo nó sẽ cân đối hơn. Đó, đây là cái bản 40. Khi mà mình gắn cái này vô thì các bạn có thể so cái kích thước nó cũng xem với lại cái bản 44 này nè, nó bự nè. Mình nhìn nó bảo vệ được cái viền của mình nữa. Những cái ốp này thì nhìn nó rất là manly, cực kỳ đẹp luôn. Gỡ nó cũng dễ. Rồi, với những các bạn mà thích màu này màu kia, ví dụ mình sẽ gỡ cái dây này ra trước. Apple làm cái đồng hồ cho chúng ta rất là dễ gỡ dây. Mình thay một sợi dây hai đầu luôn, chỉ trong vòng khoảng 15 giây đồng hồ là mình đã thay xong rồi đó. Vì mình thay quen rồi, mình thay rất là nhanh. Ví dụ như mình thích màu xanh, mình xài cái iPhone 11, 11 Pro Max hay gì đó mà màu xanh, mình sẽ gắn cái ốp xanh này vào cho nó đồng bộ với cái viền thép của cái điện thoại. Ok, khi các bạn gắn cái loại ốp này của mình là nó có cái mặt kính luôn che lên rồi. Những bạn mà chưa dán màn hình thì các bạn có thể gắn cái loại này. Cảm ứng bút vẫn nhạy bình thường ha, bút vẫn rất là nhạy bình thường đó. Ok,
Rồi, sau đó chúng ta thích màu xanh đúng không? Chúng ta để phối hợp cho nó hợp. Thì cái này thì chúng ta sẽ có cái dây thép Milanese lớp màu xanh này đeo vào. Ok. Và lúc đó chúng ta sẽ có một cái đồng hồ màu xanh rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Nhìn nó sẽ khác liền. Nó ra giống như các bạn có một cái đồng hồ mới vậy đó. Cái ốp này thì nó là ốp mới cho nên là bên trong nó có dán một cái miếng chống trời. Mình chưa lột miếng nó ra ha, cái miếng này nè. Khi nào mình bán đi thì khách hàng mua xong sẽ lột cái keo này ra. Bên trong nó còn một cái lớp keo nữa. Mình lấy cái ốp này để mình trên tay của mình thì các bạn dễ hình dung cái đồng hồ như thế nào. Thì các bạn thấy không, nó rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Thay đổi hoàn toàn. Mình nhìn bên ngoài rất đẹp, không biết trên video làm sao. Tại vì mình để cố định cái máy, cái điện thoại cố định, cho nên là không biết các bạn nhìn nó có đẹp hay không. Rồi, đối với những bạn mà thích đá, ốp có đính đá này nọ, muốn phối dây đá thì mình có luôn, đủ màu hết á. Các bạn thích đỏ hay là đen hay là vàng hồng hay là bạc thì nó đều có ha. Ví dụ mình phối cái màu bạc này đi, mình đặt vào các bạn kéo nhẹ cái thôi nè, lấp lánh luôn, kim cương lấp lánh luôn, nó chiếu nhìn đẹp, rất là đẹp. Rồi, dây đá, ok, có dây đá. Dây này hình như là size 40 luôn nè, 38, 40, 41. Mình sẽ gắn thử cái này vào. Đó, những cái dây này bên mình bán thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn là thu mắt cho vừa tay. Mình sẽ có cái cắt của mình để xác định cái kích thước cổ tay của các bạn, và mình sẽ cắt luôn, để giao tới các bạn chỉ việc đeo thôi. Mình bán cái này là 6 năm rồi. Dây đồng hồ Apple Watch mình bán 6 năm từ 2015 tới giờ. Từ ngày Apple Watch, từ ngày Apple mới ra đồng hồ là bên mình đã kinh doanh những cái sản phẩm này. Mình đã bán qua khoảng hơn 3.500 mẫu. Hơn 3.500 mẫu dây, đủ các loại, đủ các chất liệu, từ chính hãng cho đến copy loại tốt nha, không bán loại thường. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn thấy không, cái đồng hồ nó sẽ khác nè. Gắn vào cái là nhìn khác liền. Wow, chiếu nè. Rất là dễ để cho các bạn thay đổi dây. Mình rất là thích cái Apple Watch, tại vì nó không chỉ là một cái đồng hồ, nó đem đến cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích. Đó, ví dụ các bạn thích vàng hồng, có vàng hồng rose gold nhìn rất là sang. Là vàng hồng rose gold gắn vào cái đồng hồ hồng này khỏi chê luôn rồi. Rồi nó sẽ có nhiều loại dây cho các bạn. Ví dụ như các bạn nữ thích các loại dây đá hay là dây dây thép hay là gì đó, nó sẽ biến cái máy đồng hồ của các bạn thành một cái hoàn toàn khác biệt, nhìn rất là dễ thương, tuyệt vời đó các bạn. Những cái ốp này gắn vào thì nó rất là vừa vặn, nó đều chừa chính xác các lỗ loa để đàm thoại nè, micro cũng có lỗ micro luôn nè, cho nên nó sẽ không ảnh hưởng gì hết. Và nó bảo vệ được cái viền cho chúng ta. Cái ốp này ngoài tác dụng là bảo vệ viền, nó còn giúp chúng ta thay đổi diện mạo một cái đồng hồ, để cho cái đồng hồ mỗi ngày nó mỗi khác thì nó sẽ không có bị nhàm chán. Cái Apple Watch nó sẽ hay như vậy. Đó, nó có rất là nhiều dây, và các bạn thay một cái dây vào nó chỉ mất khoảng mười mấy giây đồng hồ thôi. Những cái dây mà thép cứng thì các bạn có thể gài hai đầu đều nhau rồi đẩy vào ha, hai đầu đều nhau rồi đẩy vô. Đó, bạn thấy không? Rất là đẹp. Có muốn dây đen thì gắn ốp đen vậy thôi, ốp vậy thôi. Nó đơn giản lắm, này không có gì hết.
bạn đừng sợ nó chạy, nó không chạy được, người ta làm ra rồi sao chạy được. Này là cái chỉ gài vào thôi nè, người ta làm ra để bán, nó gài nhẹ nhàng cho thôi. Này là không có đúng, cái màu này là hợp với màu đen thôi, mình gắn cho các bạn xem thôi chứ cái đó không đúng. Phối như vậy nó sẽ không đẹp. Cái cách mà phối hay nhất á là các bạn sẽ phối ốp cùng màu dây thì nó sẽ đẹp nhất. Giống như cái đồng hồ này màu hồng, không gắn ốp thì nó màu hồng đúng không, thì các bạn có thể mua một cái sợi dây màu hồng này các bạn gắn vào thôi, khỏi gắn ốp gì hết thì nó sẽ khác liền. Cái này là dây mẫu nha các bạn, dây mẫu thôi. Rồi còn những cái dây thể thao thì phối theo ốp, ví dụ như là những cái ốp mà phối vậy nè, những cái ốp hai màu, cái ốp Nike này nè, nó có hai màu nè, thì các bạn sẽ đeo phối với lại dây Nike, dây những cái dây này có lỗ và dây hai màu nó sẽ đẹp hơn. Còn ví dụ các bạn nhìn thấy đây, anh này anh có một cái thép, nhìn cái đồng hồ của anh thép bạc đẹp quá, bóng quá, mình cũng muốn gắn cái đồng hồ thép bạc vô, thì chúng ta sẽ gắn những cái ốp bạc bóng như vậy đó. Bên mình có cái ốp 42 cứng bóng khá là đẹp, hoặc là những cái ốp, cái ốp mà có màn hình che màn hình nè, nó cũng màu bạc giống như bản thép nè, nó cũng bóng như bản thép này nè, các bạn thấy không, y chang vậy, bóng y vậy luôn, gắn vô là nó dạ được thép á. Thì cái màu bạc này bên mình đang còn size 42, 40, 44, hết 38 nha các bạn, màu này hết 38. Rồi dây hồng các bạn muốn gắn nguyên cái đồng hồ hồng hết cho đẹp thì đây nó có những cái ốp màu hồng, màu hồng, màu hồng dạng nhựa này luôn nè, bạn sẽ gắn vô full hồng luôn ạ. Hoặc là các bạn không thích thì các bạn sẽ gắn hồng bóng, hồng bóng để đeo dây thép chẳng hạn đó. Thì mình làm sơ sơ thôi, tại vì nếu mà gắn hết thì nó, cái clip nó khá là dài. Rồi ví dụ cái đồng hồ này chạy chùa chóc hết trên mà, đây cái ốp này vừa che màn hình được luôn, màu xanh gắn vô phối dây màu xanh, bạn thấy nó rất là dễ, nhanh gọn lẹ thành cái đồng hồ xanh. Xanh này là xanh park green đó, gắn vô là các bạn thật có một cái đồng hồ mới. Rất là nhiều loại ốp, các bạn có thể chọn là ốp dẻo, ốp cứng, ốp nhám, ốp màu, ốp phối màu, có những cái mẫu ốp phối hai màu trắng hồng như nè, trắng vừa hồng, mà để các bạn đeo những sợi dây giống như thế này, sợi dây này trắng hồng nè, trắng hồng chẳng hạn, nó sẽ phối, nó sẽ đẹp. Đó. Nhám nè, một cái nhám, một cái bóng thì các bạn sẽ hình dung ra được một cái ốp bóng, một cái ốp nhám. Rồi có loại ốp thì là ốp che mặt, có loại không che, có loại dẻo, có loại cứng. Cái này là mình gắn thử cái ốp này vô ha, ốp này nó có che mặt nhưng mà cái này nó rất là xấu, cái này nó dẻo, nó màu vàng nè, cái dành cho các anh thích thích màu vàng, phong thủy hợp màu vàng đó, màu vàng gold xe hoa, gắn vô là nó khác liền, bọc kín hết trơn luôn. Nhưng mà cái ốp dẻo mà có che mặt này thì mình thấy là mình bấm nó không có được nhạy lắm, cũng tạm được, nói chung là không đến nổi, cũng được các bạn, cũng khá là tốt chứ không đến nổi nào. Đó, các bạn thấy không, gắn vào là nó sẽ khác rồi, nhìn không còn ra những cái đồng hồ, cái đồng hồ mà màu bạc nữa, nó dạ bạn thép nè. Thì có những bạn vẫn còn đeo series 1, 2, 3 thì các bạn muốn lên form thì các bạn cứ gắn những cái ốp mà form của
của series 456 thôi, gắn bình thường đâu có gì đâu. Nhưng cái đồng hồ này mình đeo là cái màu trắng thiệt, cái này là cái ceramic bằng gốm. Nếu những bạn thích màu trắng mà không có bạn gốm, có thể mua cái ốp màu trắng này, ốp vô đeo nó vẫn đẹp thôi, không có gì hết. Nó cũng là cái đồng hồ trắng bình thường. Các bạn nhìn như thế này, nó cũng khá là hào hào giống nhau á. Cái này nó có che mặt nha, có cái lớp bảo vệ bên ngoài mình không có tháo ra. Gắn là đeo dây trắng, dành cho người thích màu trắng giống như mình rất là thích màu trắng. Rồi, ví dụ các bạn thích series 6 xanh đỏ mà các bạn đang xài series 4, series 5, hai cái form nó cũng y chang nhau. Series 6 là đội thì nó tốn tiền, mất công tiền bù này kia mà nó không khác gì nhiều. Các bạn có thể gắn những cái ốp này, ốp xanh, ốp đỏ, bên mình vẫn có dây cao su xanh đỏ giống như dây hãng luôn, cực kỳ đẹp. Các bạn cần tư vấn hay các bạn cứ nhắn trên Facebook Alo Vendor, bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, nhiệt tình phối thử cho các bạn luôn. Các bạn cứ vào đây ha, Facebook Alo Vendor này nè, các bạn gọi vào hotline hoặc là nhắn qua Zalo số này cũng được. Zalo thì sẽ chậm hơn vì mình thường check khách trên Facebook nhiều hơn là trên Zalo. Tuy nhiên mình vẫn khuyến khích các bạn là kết bạn Zalo với shop để theo dõi những cái sản phẩm và giá cả như trên Zalo, trên website và trên app Alo Vendor. Thì ba cái đó là mình sẽ đăng giá, hoặc là Facebook shop cũng có giá luôn. Còn những cái bài đăng ở trên Facebook mà đăng hàng ngày đó, thì có thể mình sẽ không để giá, tại vì đó là nhiều cái lý do, nhiều cái vấn đề nhạy cảm đó. Nhiều người nói là sao không công khai giá, giá của mình có trên web, có trên app đầy đủ hết rồi. Còn ví dụ các bạn muốn mua hàng, các bạn thích thì các bạn cũng phải liên hệ hoặc nhắn tin cho shop, chứ không lẽ các bạn thấy cái đó rồi các bạn không hỏi gì các bạn đặt luôn, như vậy bên mình cũng không có bán. Bán nó phải rõ ràng như vậy. Rồi có nhiều người ta mua người ta tặng, hoặc là người ta muốn cho bạn bè coi cái mẫu này nhưng mà không muốn cho bạn bè biết giá, tại vì tặng mà cho biết giá thì nó hơi kỳ, nó là cái vấn đề tế nhị. Với lại là có khả năng là bây giờ giá này nhưng mà sau này nó lại giá khác, cho nên mình không có để giá, do đó mình là sao mình đi sửa hết những cái ngày tháng năm trước, năm trước năm kia là sao mình đâu có sửa được, cho nên là giá mình chỉ sửa trên website thôi hoặc trên app thôi. Các bạn muốn mua các bạn cứ nhắn tin, bảo đảm các bạn không quá một tiếng là sẽ có người báo giá, cho dù bạn cỡ nào cũng sẽ không quá một tiếng, trước 8 giờ tối là được. Rồi, chia sẻ với các bạn sơ sơ như vậy ha. Cần hỗ trợ hay cần phối thử thì nhắn với bên mình, mình sẽ sẵn sàng nhiệt tình nhắn với các bạn. À quên, cuối clip cầm thế này, đây là cái ốp đắt nhất, ốp này là cái ốp Apple Watch đắt nhất, đắt tiền nhất của Sweet Easy, rất là xịn. Mình sẽ khui thật bạn xem ha. Nhìn rất là xịn sò, hai lớp. Cái này là dành cho size 40mm. Rất là nhiều bạn 44 đặt mình nhưng mà không còn hàng nữa các bạn. Thì cái cách gắn của nó sẽ như thế này, gặp cái này ra. Rồi các bạn sẽ đặt cái đồng hồ này vào trong cái khung này ha. Ok, sau đó sẽ up cái này lên, gắn vào để fit lại. Đây là xong. Ốc này rất là chắc chắn và xịn sò hả các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn gắn vào. Mình sẽ gắn thử cái dây nylon này. Ok, từ một cái quát màu hồng mong manh yếu đuối nhỏ nhắn biến thành một cái quát bự hoành tráng như bản thép luôn, bao luôn. Cái này là bao rơi rớt nè, có chống sốc và đập rơi rớt thoải mái.
Rồi, ok, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Alovender. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha. Và nếu các bạn yêu mến Alovender thì nhớ nhấn sub cho bên mình ha, để mình ra những cái video tiếp theo. Rồi, xin cảm ơn. Chào tạm biệt.